Hôm nay mình sẽ đi Vũng Tàu. Đi ngắn. Bây giờ là 4 giờ chiều. Đi ra tới ngoài là ăn chơi một đêm, sáng mai về. Rồi, trên đường đi thì có cảnh gì đẹp mình sẽ quay nhé. Chiều đông lắm, là người ta đi làm về, cho nên khúc ở đường Mai Chí Thọ này còn đông. Rất hung hăng, rất hung hăng. Sắp tới thì tháng 11 tụi mình còn một tour nữa đi Đà Lạt. 6 tháng 11. Bây giờ cái giờ cũng hơi bất ổn xíu. Buổi trưa 1 giờ bắt đầu đi. Lên tới đó chắc tầm 10 giờ đó em. Giờ này chắc ở đây không có bán tốc độ đâu. Xe này mình có đi cái bô CBR rất là ban 8 lên chở, không biết có bị mấy anh dịnh không. Lâu một thời gian dài mình mới đi trở lại từ lúc dịch nó bùng lên tới giờ. Nhớ cái tour mà lần cuối cùng mình đi là đi Đắk Lắk, à không, nhầm, Đắk Nông, hồi tại Trung. Ngưng tới giờ luôn. Nay là những tháng qua là công việc mệt mỏi quá, nhiều việc phải làm, vô chỉ có cắm đầu làm, chiều về lả người, nên là hôm nay quyết định là xả stress một bữa, đi xuống hít gió biển cái này về. Vinet này đi xa sướng rồi. Đường chân đầm 6 số ra đường trường lên tới số 6 rồi, chạy đã, máy êm, DHC chăm hơi cực xíu mà được cái máy ngon, nếu như chăm đúng cách máy rất ngon. Ảnh một em mới nói xong mà mấy anh cũng có bắn tốc độ nữa. Tú trái đi hai sổ lòng. Cái gì trời ơi, xong hết, ta có kinh nghiệm ta mở rồi, nó có bộ đàm nó liên lạc á, hiểu không? Ví dụ như gần hết rồi bắt đầu nó liên lạc vô trong, nó nói hết rồi, nó đã ở trong đây đóng cửa lại. 2 chiếc 3 chiếc luôn mà. Có đói bụng không?
À, đói bụng hả? Vô ăn đám cưới nè. Đau đau thôi thôi xin lỗi quay xíu thôi, cái này để quay á, những cái mình tìm cái hành trình làm đi chung luôn đâu anh, mình ghép với Đà Lạt luôn, muốn đi Đà Lạt đi chung nữa. Để là hôm nay em rủ anh đi là để lại đi chung đó hả? Mà sẵn tiện là intro chứ không phải là intro nha. Intro. Ừ. Không, tại vì em muốn nói intro cho dễ thương á. À dễ thương hả? Duyên làm dễ thương hả? Ừ, intro. Ui, ghê vậy. Nhập bao. Có tới cử vậy hả? Khách sạn nó làm gì có bếp mà nấu ăn. Muốn nấu thì mốt lên Đà Lạt đi cho chỗ tài cho nấu. Nấu đồ cho tôi nhậu. Okay. Nấu đồ cho tôi nhậu. Đâu ra giờ mày nhậu mày tự nấu á. Kỳ vậy, anh với Khang đâu ai biết nấu đâu. Cái gì? Anh với Khang đâu ai biết nấu. Ủa nhậu gì, nhậu là đồ nướng mà nhậu gì? Ừ. Thì cũng mới ướp thịt tụi này kia chứ. Trời ơi, sao là con sen hả? Ủa chứ em nghĩ anh dẫn em đi theo làm gì? Ủa? Trời ơi. Em ăn cam em làm đồ mặn. Tuy là em làm cũng có thể ăn được đó. Ủa chứ em nghĩ anh bỏ tiền ra anh thuê phong tay cho em ở, bao em đi để làm cái gì? Là để em lên chảnh em chơi thôi hả? Không có, dẫn em theo cho em nấu ăn, em phục vụ. Chắc rồi. Mấy bạn nào đi Vũng Tàu á mà thấy mấy quán nước này nè, đừng có ghé vô nha, phá xe đó, uống một ly nước đi ra xe đầy không nổ, xong rồi đi tới một chút xíu á là có cái tiệm sửa xe, vô sửa cái đề lên được cái chịu. Nhạc. Showing off, don't wanna have to wait tonight. Đấy lúc xưa rồi. Better off. Số 18 Phan Văn Trị. Cửa gì? Mốt không cho làm vlog giờ. Đúng rồi. Khách sạn này 2 sao nha các bạn. We'll make a new tomorrow.
passes through.